Do hả? À vô luôn, Vinh vô luôn rồi. Ủa sao giống vô chung vậy? Chung hay riêng? Anh em nha. Đố anh em biết ở đây đâu? Trời ơi, chắc biết rồi ha. À, đầm này là đầm Đỗ Đặng. À, Đặng thì có cho câu dịch vụ nhưng mà chắc vài bữa là Đặng rạn rồi. Thì Vinh có giấy xét nghiệm á, thì Vinh được đi xuống dưới đây. Đó, thì hôm nay là hy vọng mình sẽ bắt được cá nhiều, tại vì Đặng mới nói là mấy nay cá của em ăn nhiều lắm, cá dòng ăn nhiều lắm. À, hy vọng là mình sẽ lên cá. Hôm nay mình sẽ đánh cây Daiwa Modern ha. Cây này hôm nay gọi là test luôn, test lại khai trương cái này, hy vọng là không có bị bể đầu. Ok, mình câu nha. Phải đâu, cá đói. Không phải mặn đâu, trẻ để đâu hả? Trời, Hoàng làm hết hồn rồi Hoàng ơi. Bị dướng dây đúng không? Đúng không? Dướng đâu cần đúng không? Thiệt, bạn Hoàng làm hết hồn luôn á Hoàng. Lên cá này em ơi. Con này lớn à. Hả? Lớn. Con gì? Chẽm, con này chắc 3 kg á. Hai cái máy. Hai cần Modern. Con này lớn. Không có cá nhưng mà tại vì cá của bên đầm Đặng á ăn chậm. Không, con này chắc 2 kg. Lên cá này mời. 2 kg. Hoàng có kẹp không? Giúp giùm mình. Ghé cây cần lên đi. Đâm đau hả? Đâm đau. Lỗ khoan làm đau. Size 18 gram nha. Nè em ơi. Wow, con này 2 kg mấy rồi? 2 kg mấy 3 kg. Ừ. Hoàng có thể giúp đỡ Vinh chụp hình vài tấm được không? Điện thoại bên luôn kìa. Tôi cá tới giấu tay.
Wow. Rồi, ok. Ok. Nhảy ra. Chém con rồi. Con nó là cũng to, cũng dạng sa lò rồi đúng không? Ờ, em chưa có con nào bằng đó rồi. Nghe chưa mày? Chủ đầm luôn. Chủ đầm rồi, quýnh chưa con nào to cả đó. Thấy ghê chưa? Mới đá hả? Đó. Vô hả? Ờ vô luôn, Vinh vô luôn rồi. Ủa sao giống vô chúng vậy? Chúng hay riêng? Ê chết màu dướng dướng. Chết bà. Bên cận. Bên cận. Trời ơi, nó luôn. Nó bị đen vậy. Trời anh Hoàng, cái cá gì. bạn đen quá rồi. Đen quá, chết luôn. Vậy? Bị chui vô miệng cống nè. Mà sao con này giống con cá mú rồi đặng, nó không chạy. Ừ, không. Cá hồng hả? Không, cá hồng không. Hồng hả? Cá hồng không. Trời. Qua đây. Sao ta? Bắt vào đây nè. Bên đâu ta? Bên đây nè. Đang được. Không, nâng nó xúc à. Nó nằm phía ngoài rồi. Nó ăn một cái nưới bụng, cái nưới dưới trên. Ui, dính vô cả. Ủa, vậy là dính của ai? Dính của anh Hòa mà dính của anh luôn. Vỗ tay. Trời ơi. Ờ, cái bụng của anh. Ủa. Có sao sao lưng anh nè. Nè chụp con này ở ngay đây nè. Đó. Gài vô miệng luôn. Từ từ chụp con miệng luôn. Gài chụp cho mình tấm hình rộng rộng á. Ừ. Dưới không dây hoàng dây mà. Ok. Rồi ok. Má mình nghĩ ủ mới kéo con cá lên, thế là cũng có con tôm trong miệng cho coi. Ờ anh tưởng không, anh thì cũng nghĩ là giống như con cá nó ăn, nó vô nó ăn đây liên tục thôi. Đó anh nghĩ là cá nó rộ, nó ăn rộ. Ai mới đá nữa. Lên đâu đi, đem đâu nghe con tôm đó luôn. Vậy là đứa tính là mình cứu bạn thì có gì nữa đâu. Có mất con mồi đâu. Còn y nguyên con mồi cái khóa luôn. Hồi nãy con làm đau đó cũng là lưỡi ga ma. Nó bán, nó móc vô bụng. Bị cá nó bán làm sao mà nó bán vô cái bụng. Rồi nó chạy phải không? Nè, mình đang đánh, mình đánh chìm nè. Không biết sao thấy nó chạy thì mình đóng thôi. Ủa vậy là tính là lần đầu tiên Vinh dính được cá hồng đúng không? Ừ. Đúng không? Dính được nữa con cá hồng. Số cá số chết. Đúng rồi. Còn đó số chết. Ờ. Ủa vậy là có tính anh dính được con cá hồng không? Không biết, để 2 giây thì giải quyết.
Không, nếu mà tính theo em thì có nghĩ là anh dính được cái hồng không? Cái bụng dính tính về, còn Hoàng tính được cái miệng, tính tới cái bụng. Rồi dây đâu? Rồi dây đâu? Quýnh tâm linh. Lùa của mình, lùa dưới đáp của mình là được rồi. Quýnh tâm linh. Vô. Trời, hay quá. Nghe không? Nó vô tới đây luôn nè. Nó vô tới đây luôn nè. Chạm lá. Lên bờ. Không, đem lên chụp hình chứ. Bắt luôn. Bắt luôn hả? Okay. Lên cá anh em ơi, lô Phan Lâm đào 10 gram nha. Quay đây. Cho bên luôn ha. Thằng kèo. Ok, quá đẹp. Ok cho bạn ơi. Mình chụp rồi bạn ơi. Mà bạn vào mà lấy cân rồi. Lấy cân nghe rồi. Vì bảo cân thử xem cá nặng bao nhiêu. Con này hả? Anh đấu 2,5 kg. Còn cái hồng này hả? 7 lạng. Còn cái chẻm kia nửa ký. Mà dòng cá này hay nha. Cái dòng cá hồng lúc nào cái mớ của nó màu vàng nha. Mới lên đầu tiên rồi. Không sao, dây của anh đang nặng chưa? Thôi sao? Ừ. Ôi, cái lưỡi này sao thẳng vá đâu.